nó cầu tình yêu, bắt dòng dưới chân núi theo cái co biển của nơi địa danh đẹp nhất ở đây, cái tên là Kỳ Co, thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Mặt biển rất đẹp, biển Quy Nhơn đẹp thứ hai ở nước Việt Nam mình, thứ nhất là biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng, và đẹp trong top 20 mặt biển đẹp nhất tất cả quốc tế. Biển hôm nay mặt trời vẫn còn xanh, biển vẫn còn đẹp. Bên này sóng nó hơi có vỏ dò vô, bên đây thì sâu hơn và có những đá ngầm, thành ra người ta có đặt những cái bìa cảnh báo là không cho tắm ở bên đây, tắm gần gần được sợ nước nó cuốn sâu hụt dò, tắm thì bên kia đó, tắm thì các bạn các anh chị bên kia đang tắm nha. Cái này kêu bằng Kỳ Co, địa danh Kỳ Co, một trong đẹp nhất của phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là những cái khu nhà để mình nghỉ dưỡng ăn, và bên đó để nhà tắm thay đồ. Những trên vách núi đó là cũng của bên khu du lịch. Ở đây có xe, mình di chuyển xe từ thành phố Quy Nhơn vô đây khoảng hai mươi mấy cây, hai mấy ba chục cây. Vô đây thì nếu mà đoàn mình có đặt khách tour, quan trọng là tài xế có chạy được không, thì có những cái dốc nó hơi cao, quằn quẹo giống như đường lên trên Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt vậy đó. Các anh chị xem lại nha, xem lại cái mặt biển đẹp lắm. Nhớ nha, các anh chị có đi tham quan du lịch bằng đường bộ thì đi ngang ghé thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tham quan. Nơi đây cũng rất là nhiều di tích lịch sử mà nhiều nó đẹp, thì để từ từ rồi Phúc sẽ đến nơi nào sẽ lấy những hình ảnh thực tế tại nơi đó sẽ đăng lên cho các anh chị xem, thì các anh chị có thể là đặt cái mục tiêu cho mình năm nay hay năm tới hay vào một dịp nào đó sẽ đưa gia đình đi. Bên đó là cầu tình yêu, ai đi ngang trên đó, ai chưa có tình yêu thì đi ngang trên đó, tới đoạn bữa nó có cái chữ Y nha là sẽ có tình yêu. Dòng ra cái chân núi luôn, biển đẹp quá. Các bạn đang kia tắm thấy nôn. Ai muốn chụp hình thác thì phải đi cái cầu lặn dưới nước này. Còn cảm giác mạnh là leo lên mấy cục đá đó. Cũng một địa điểm check-in review của eo Kỳ Co. Sao ở dưới leo lên trên? Ở trên đó là mấy cái liều lá đó để ngồi ngắm biển, nghỉ mát ngắm biển. Còn bên đây là thờ một vị Phật. Xa quá cũng không có thấy được cái gương mặt của vị Phật. Thật ra không biết vị Phật thuộc về môn phái nào.